Chào các bạn nha. Đây gặp gió lớn rồi nha các bạn. Vừa gặp gió lớn rồi đó, nhào quá trời. Quá mú luôn. Rồi, một con đực văn. Con này đực văn này. Dần dần bay được nha. Ba con bay thẳng hàng. Hai con nữa là năm con. Quá lớn rồi, dần kêu đều hết á. Đây thay diều đá luôn nha, quá rộng. Nên mong căng cho nó khỏi ngã nè, cây này chặt cây kia nè, ghê không?
quá lớn. Dạng kiểu ghê không? Đâu đủ chích quá trời, dân nó kêu gió bay đá luôn. Điều luôn ghê không? Gió trần quá lớn nha. Cứng vậy nữa. Giống rồi ha. Nằm dái quéo quéo, nằm dái quéo quéo rồi ha. Nó quéo mà đủ quéo, nó nhỏ xíu à. Cứng không? Vừa. 4 cây á. 4 cây 4 ly. 3 ly rưỡi. 3 ly rưỡi. 6 rưỡi. Là nó đâu có chằng gì đâu. Thấy không? Tô 4 cây mít 6. Nó chằng nó canh này nó lợt nữa. Là lợt chứ. Bây giờ có chằng nó lợt nó cũng lợt à. Chằng nó điều gì đỡ. Dân bữa nay kêu điều hết luôn á ta. Ghê không?
rơi hồn gió rồi. Bơi bơi luôn. Cứ này nhiều con nào nấy quá đẹp mà. Ôi, mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Cứ này gió quá lớn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xem nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ với nha. Năm con. Ừ, gió rồi. Ui. Ừ, gió rồi. Khủng luôn. Phân tán lực lượng hết luôn. Nghe rên hết luôn. Ứng vậy chứ. Đẹp quá đẹp ạ. Đó, gió thì lạnh rồi đó. Đó, 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 gió tới đó, đó. Quá lạnh, quá lạnh. Tiếp. Nhận nhiều té luôn. Rồi. Tới đó nó quờ vô bất hết rồi ở đó. Cút dài rồi để tới rồi. Cút ngắn rồi rồi. Tới đâu? Nào. Rồi xong. Vườn cao ngắn mà. Vườn vũ á, có vườn vũ á. Tới rồi, tới rồi. Tới rồi, tới rồi. Vườn cao cũng tới nè, nó nhào xuống nè, tới nè. Thấy không? Nhào xuống rồi thấy không? Đâu tới thấy không? Nhào tới đâu tới không?